Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong hôm nay và ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng ở thủ đô Hà Nội, chiều tối mai sẽ có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Xuôi xuống các tỉnh Trung Bộ, có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 36 cho đến 39 độ. Riêng vùng núi phía Tây sẽ có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 40 cho đến 41 độ C. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ sẽ có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 5. Cũng trong ngày hôm nay và ngày mai, nắng nóng sẽ xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 37 độ. Nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do cơ thể có thể bị sốc với nhiệt độ cũng như là khi tiếp xúc với nền nhiệt độ cao. Đặc biệt, lưu ý chỉ số tia UV ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có giá trị từ 7 cho đến 9, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể của con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.